Dạ đang bung dù nha bà con chú mình ha. Wow. Đó. Wow. Wow. Tuyệt vời nha bà con chú ha. Nên để thôi, để cái thằng nó bùng đẩy vô cái thằng mà cái này cho vô đây nè. Ơ này đẩy này kia chứ. Tôi nhìn cái giò amen này mà bồi nãy mới bung cái dù cho thụ lên nè cô chị ơi. Anh em ơi. Anh em một người đẩy đây nếu mà anh ngủ được. Bên đây cũng bung ha, bên đó bung rồi bên đây bung. Đó, đó, đó. À, bung mạnh lên. Rồi kéo mạnh xuống. Mạnh lên nó chưa vô này nè. Từ từ nha, cái gì cũng phải từ từ, cái gì nó mạnh quá nó nghỉ á. Lấy ghế, khoan đem lấy ghế. À, có sợi dây này nha mà con chú. Kéo cái cây này nè, ờ cái cây đó đó, cây vắng trắng đó nè. Nêu. À, nước tài á. Nè, kéo lên. Kéo lên, kéo lên đi. 6 chỗ tới luôn con chú. Cần con ngắt ừ. Sao bên đây không được ta? Bên đây tí. Sao bên đây là đứng kẹo đây nè. Từ từ từ. Hạ xuống đây, mở lại. Hạ xuống đây mở lại. Từ 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 từ. Kéo vô, kéo ra. Kéo giá. Đúng rồi. Từ 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 từ. Đây nè, được rồi, em đẩy lên. Bên này kéo vô. Kéo vô, đúng rồi, kéo vô. Rồi. Đúng đầu ông nè. Nó riết cho tôi. Buồn buồn cái tay rồi. Không tin đó sao? Buồn tay rồi. Một cái đó. Cứng cái này nè. Kéo đi xuống nó kinh lên được đúng rồi, nhấn nha. Nhấn cái đây nè, từ 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 đó. Có gạt cái này rồi. Cái này khó, mình lấy. Khó lắm rồi. Đây nè, ngồi đây. Đây nè. Đẩy lên rồi, đẩy lên. Nhấn cái này, nhấn cái này. Anh em đang bung dù. Khó khăn lắm chứ. Khó khăn lắm rồi. Xuống rồi đây. Đẩy cái này lên nè, nó nhẹ. Gạt cái này rồi. Sắt này bị cong rồi. Bên đây bung được, bên đây bung được. Sắt bị cong rồi. Cứ lên cứ xuống không được hết. Không có sắt này bị cong rồi. Cái đồ chậm lên là. Bên đây là ngon lành nha bà con chú ha. Đó đó đó. Nhiêu mình ngon lành nha bà con chú ha. Tôi đang mất luôn rồi. Như lộn rồi. Hạ xuống đi, Lộn sao, lộn sao 15. Đúng rồi mà. À, nó dướng cái cây. Đẩy luôn, đúng rồi. Nó bị lộn rồi. Có gì nặng nặng á. Dướng cái gì bà con chú Hoàng coi bên đây coi. Bên này căng quá đẹp. Ừ. Sao mà nó dướng gì không biết. Quá trời luôn nè, mấy anh em giờ là tập trung rất là đông để làm ha. Dù bên đây là quá đẹp luôn mà sao bên kia nó không bung ra hết luôn hả? Bên này có hai cái lỗ ngon sao. Cái đây nó nhẹ nè, thấy chưa? Đây nè, thấy chưa? Nó trơn vẻ là nó ra liền. Kia nó cứng hết rồi. Ơi, gãy á, Nó coi, gì lấy đá đập luôn hả? Trời lấy đá đập luôn. Bỏ luôn rồi cả. Trời ơi, đập bỏ rồi. Trời ơi, đập bỏ rồi. Trời cái cây đó bị bể rồi đó, nó nặng lắm, nó bể cái cục nhựa rồi. À đúng rồi, bên đây cái cục nhựa ở trên này nó bể rồi nè, cục nhựa ở trên nó bể rồi. Đó, nó có hai cục nhựa mà hai bên mình bể. Cái cục nhựa này nó phải xuống đây mới được, cái cục nhựa trên nó phải xuống đây mới được. Đúng rồi. Thấy nè, nó đây nó xuống đây nè. Hạ đi, nè cái chỗ này nè. Cái chỗ này có cục nhựa cho mình. Đấy, từ từ nè, để làm. Để làm cho. Chịu cái cây lại đi, chịu cây lại đi. Đó, đó lên đó, đó. Đó rồi, rồi. Rồi gạt cái cây xuống, gạt cái miếng nữa đi. Thế cái lại lại đi. Kéo lên, đúng rồi, hay quá. Đẩy cái đầu lên. Rồi đó, đúng rồi, Rồi kéo xuống, rồi. Rồi, hay quá. Cảm ơn Duy Minh luôn. Rồi rồi, cảm ơn Duy Minh nha. Đâu hai cây này xét cho luôn, cái đó là tao biết rồi. Nhìn cái đó biết cái này. Nhưng mà cái chỗ này nó không có bánh xe để cho bánh xe bị bể nha. Có bánh xe bánh xe chỗ này bị bể cho bà con chú. Cái dù này mình đẩy càng lên nó càng căng. Đẩy cái cây này lên nè. Đúng rồi, nó đẩy cây lên.
Không có gì mà là tiêu hết rồi. Đẩy vô vô này đứng đó cười. Qua nhìn cái kè là biết cây này mà con chú ha. Dạ. Từ từ ngắn rồng nha, nhìn rồng nha. Anh em nào nhìn nhắm nha. Bên kia cũng nhắm cho vui vui vậy luôn nha. Bên kia cũng nhắm cho vui vậy luôn 15 16 ơi. Cái này quay được là 16 hết. Được rồi, được rồi. 15 hết. Quay trên thôi. Quay trên thôi, quay trên. Quay này quay được nè. Không được, quay cho nó được rồi. Để cho nó vuông lại, để vuông góc lại. Rồi 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 được rồi. Nó treo đây không? Wow, quay được. Đúng kìa. Đúng. Cái này là quay được nè. Rồi rồi trở lại chút cho vô góc vô đây nè. Ấy cái dù của cậu. Đó, dù cậu xuống đi. Ôi bậy. Thấy là tháo xuống mình gắn lại. Mà để cái chân đó nó bị chặt vô đây luôn. Cái chân đó để cho dù này cao lên chút được. Được được. Được cái đó. Không bị nó lùn đúng không? Không được. Có chồng cái vụ tiếp. Tuyệt vời nha bà con người đúng hả? Cái gì nó xéo nó chặt đường lắm. Ở cái này quay được. Cái này xây được mà. Được, xây được. Nãy giờ tao nói xây được chứ nó không có xây được đâu. Quay lại xây mấy anh nó đi. Quay dưới tùng nó. Ở đây nó ấy rồi, nó dính rồi, dính rồi, dính rồi. Xích ra, xích ra. Giờ mình xây đi rồi mình hả đưa vô đó đi. Xây xong rồi hả đưa vô đó. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ xây đi, xây đi. Xây đi mấy anh. Đúng rồi. Đó, rồi, miếng nữa, miếng nữa. Vô vô. Vô miếng nữa. Cái cánh chuồng đó là nó dính lại rồi. Cái cánh chuồng thôi. Đây không được. Ok, thôi mình xây lại, mình xây dưới đi. Nó có mấy cái cây sắt chản ngang này mấy anh quay vòng tròn sao mà được mà quay. Đâu có quay được. Chỉ qua lại chút xíu à. Thủ công đi. Ồ, cho cái này vô đây nè. Nó che ra. Thôi mình đét ngang được, mình đét ra. Dưới mấy cây ngang rồi. Sao mà xây được. Nè, dưới mấy cây động ngang rồi. Không, giờ nó động nè. Đây là đó. Mày vậy cũng cản đường kìa quá. Đó. Thôi, thì lúng, lúng, lúng kìa, lúng kìa, lọt ra ngoài nó lúng á. Giờ thì phải lúng, từ từ từ. Cái này nó chặt là nước bơm bằng gan luôn á. Cái ơi lấy cái nắp xuống đây để hơn nó bỏi cái nắp á. Phải bậm bậm gan liều mạng luôn, dám bung cái đồ mình luôn. Đúng cái này nó bị. Cái đó hình như nãy quay được mà sao giờ quay không được, tao nãy quay qua được mà giờ quay lại không được. Cái ngang này lồi nên anh quay là nó đụng cái cây ngang này là sao mà anh quay vòng tròn. Đúng rồi, đúng rồi, nó dướng cái cây ngang rồi. Chính xác rồi. À, đúng rồi, nó dưới cái cây ngang này nè, đúng rồi. Quay được. Đúng rồi, dưới cây ngang. Đó, qua tới đây là dưới cây ngang này rồi. Sao mà anh quay vòng tròn được? Nó chỉ có khoảng cách được cũng qua lớn đó thôi. Cây này ok rồi nè, còn cây kia đẩy sao mà cho vuông thấp rồi dính vô. Thôi, để gọi mấy chú ơi đi xuống đổi vụ khác đi. Coi chừng đem về luôn. Coi chừng đem về luôn cái mệt ra. Lấy vô Mỹ nó được rồi đó. Bây giờ kéo cái chân nó vô gần gần cháu động gồng nè. Thôi thôi mình để như nãy đi. Nó tải cái này nè, để nó sống được. Để sao đây nó rung ngay gì được. Rồi lại đẩy phụ lên đi. Lên phụ vô đi. Để nó đi. Coi chừng lạc, coi chừng lạc, coi chừng lạc. Để chưa? Để qua đây miếng ok. Chứ sao để cái cây này lúc vô đây thì được hả? Để vậy mà. Anh để cây kia vô miếng cho nó khoảng cách cho chỗ ngang trước bộ cậu cho nó động lại ra. Đây là cái tâm nè, đây cái tâm động lại ra, cái tâm đúng rồi. Rồi ngay cái tâm được rồi. Cứ ngay cái tâm là được rồi. Quay cái chiều này nè. Cho nó lỡ đây nè. Hết quay được rồi. Quay cái chiều này nè, cho qua đây là cái này được xong. Hết quay được rồi, nó cứ hết rồi bây giờ đi. Đẩy ra quay vô, đẩy ra quay vô đó. Đó đúng rồi. Được, nó chưa xẹo. Được, sửa lại. Tại cái phần dưới đất này mình đâu có để độ dưới này đâu. Rồi. Kéo vô, kéo vô. Đúng rồi, kéo đó nó rộng hơn đó. Cá nó qua đây nè, đó nó qua đây. Hả? Nó cá nó không làm. Rồi, lấy gạch gì, lấy gạch. Lấy gạch gì. Cô chừng gãi cái cây á nha. Rồi, ok rồi. Rồi, đẩy cái này lên qua vô là được rồi. Đẩy cái này lên qua vô là được rồi. Đẩy đâu. Cái này nghe tim ra, bà đừng đẩy vô nữa, cái này như nghe tim mà. Đi em. Đến một bên thôi. Rồi, rồi đó ok đó. Rồi, cho qua. Rồi đó. Để cản đường kìa lắm. Đây nó bị cao quá rồi, cao quá rồi.
không được, không được. Cho nó hạ xuống trước, hạ xuống trước cho nó bằng cái mặt này. Đi. Chưa nha, từ từ nha. Cho nó xoay qua bên đây chút. Rồi. Cho nó xoay qua bên kia đó đang hướng lệch hướng rồi. Rồi. Bây giờ mình chỉnh lại. Hạ xuống, hạ cái tấm gạch xuống cho nó bằng với tấm gạch này nè. Nha. Chưa nha. Dỡ lên. Mình chỉnh lại. từ từ á. Mình để đỡ đi, mình chỉnh lại. Cái đó chưa cái chim nha, chim bây giờ từ, đó. Từ, ông đừng nhịn với nhịn tên nè. Bây giờ mình xay lại đi. Xay lại đi. Xay bằng cái đít nè. Xay lại, nhịn tên nè. Đúng rồi. Cho nó qua khỏi cái vụ đó. Không, nó vậy á. Đẹp hết bà con cô chú ha. Wow. Còn cái này hở bánh rồi kìa. Nó hở rồi đó, phải chim góc này luôn đi. Hở rồi đó. Xin chào bà con chú nha. Dạ, bây giờ là đang cái quá trình là căng dù cho nó bằng nhau con chú, không có dựng rạp nữa ha. Giờ mình căng dù sao mà cho nó hai cái dù này nó ăn với nhau nha bà con chú. Dạ. Sáng rồi căng nó chỉnh vào con chú ha. Dạ. Ok tạm đi, ok rồi đó. À, được rồi. Đừng ai nó đâu. Ok nha bà con chú. Rồi đó. Chuẩn. Dạ thì dạ. Dạ. Ông ha, hay đến đây phòng số 1 cũng xin kết thúc clip phòng con chú ha. Thì cô clip phòng số 1 xin chúc cho bà con cô chú trước hết là thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thành công trong mọi công việc ha. Dạ nhớ ủng hộ đăng ký kênh phòng số 1. Con rất cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Dạ bye bye, xin chào, hẹn lại clip sau, bye bye.